Đầu tiên xin được giới thiệu đội Trường Giang và Bảo Khương. Xin được giới thiệu đội Hiếu Hiền và Đôn Nguyễn. Đứng nghiêm lại. Cười. Không vui. Cười không vui. Bà nội cha, bà nội cha. Bà nghĩ sao? À, ngoại tình đúng không? Ngoại tình đúng không? Trời ơi, leo lên giường mà ngoại tình là cái gì? Nằm xuống đây. Đè lên. Vô. Hả? Nhẹ tay. Nhẹ tay quên. Bắt bò ra sữa, bắt dê ra sữa dê, bắt cái gì ra sữa ông thỏ. Hạnh phúc trong tao. Tao cũng khác, cũng khác.